trở thành ông bố hai con, cuộc sống của anh thay đổi thế nào? Hồi tháng 3, vợ chồng tôi chào đón thiên thần nhỏ thứ hai, đặt tên là Bơ. Áp lực thì phải có vì việc sinh nở rất quan trọng. Còn lo lắng thì hoàn toàn không. Ngay từ khi vợ cấn bầu đến lúc nằm trên giường sinh, tôi luôn tạo cho cô ấy một tinh thần tốt nhất. Nên bé vừa ra đời, khóc que que là bao nhiêu mệt mỏi tan hết dù hai đứa không ngủ được suốt nhiều ngày. Tuy nhiên, bé thứ hai là con gái nên mọi kinh nghiệm hoàn toàn khác hẳn so với con trai đầu lòng. Tôi cứ lóng nóng học lại từ đầu như thay biển, tắm cho bé. Vợ muốn tôi tự làm mọi thứ cho thuần thục nên chỉ hướng dẫn vài lần đầu. Nếu chỗ nào chưa quen, tôi liền hỏi vợ ngay nên hầu như không có khó khăn nào. Mỗi buổi sáng sớm, sau bốn tiếng ngủ, hai vợ chồng chia nhau ra người cho bút ăn, người cho bơ bú, sau đó mới tới thay phiên nhau. Cứ một vài vòng như thế đến hết ngày đôi lúc nhìn lại bản thân lúc độc thân của bốn năm trước, tôi không thể tưởng tượng mình có thể làm được những thứ như bây giờ. Chưa bước vào cuộc sống bỉm sữa thì thấy chán hay sợ hãi. Nhưng ở thời điểm này, tôi thấy mình mỗi ngày đều bình an bên vợ con. Bên cạnh đó, tôi may mắn được ông bà ngoại hỗ trợ hết mình. Nếu ngày nào chúng tôi đều bận việc, hai ông bà qua chăm cháu, nấu cơm. Tôi rất biết ơn ba mẹ vợ. Ngọc trai bên cạnh hai con bơ và bút anh chị làm gì giúp con trai đầu không có cảm giác bị sang sẻ tình cảm với em gái mới sinh. Con nít thường sợ bị bỏ rơi vì có em, nên hai vợ chồng càng phải chú ý bút nhiều hơn. Tôi chú trọng không bao giờ cho bút ở một mình hoặc nói những lời khiến bé tổn thương. Hai chúng tôi tạo nhiều hoạt động kết nối hai con, hướng dẫn bút chơi với em một cách nhẹ nhàng, vui vẻ. Từ đó, bút cũng cuốn quyết bơ nhiều hơn, sợi dây gắn kết tình cảm của hai con sẽ càng bền chặt ngoài ra thông qua mạng xã hội tôi cũng chia sẻ hỏi thăm nhiều cách giúp các con không tuổi thân tôi không ngờ nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả cùng nỗi bận tâm từ đó bậc làm cha mẹ như chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm anh chị dành sự quan tâm cho nhau như thế nào trong cuộc sống hôn nhân tôi có thể nói hơn cả chữ trọn vẹn tính ra trừ những lúc đi làm ở ngoài đường toàn thời gian còn lại tôi đều ở nhà vợ muốn gì tôi sẵn sàng chiều đó thỉnh thoảng, hai vợ chồng trốn con, chở nhau bằng xe máy đi lòng vòng để cô ấy có tinh thần tốt. Cũng may mắn là vợ không sai vặt nhiều nên tôi cũng khỏe, cười. Cứ có tinh thần tốt là mẹ sẽ không bị trầm cảm sau sinh. Ngược lại, vợ dạy tôi trưởng thành trong đời sống và suy nghĩ. Với một người tính dở nhây, tôi thường bốc đồng, nói điều dễ gây hiểu lầm và không ít lần khiến gia đình phải chịu áp lực theo. Dù giận, bà xã cố gắng đứng ra giải quyết hết. Từ đó, tôi cũng bình tĩnh suy nghĩ, vì mình đã trưởng thành, cần phải biết sống cho những người mình yêu thương xung quanh. Năm 2019, anh từng chia sẻ mình muốn phấn đấu mua nhà cho vợ con. Hiện kế hoạch ấy của anh như thế nào? Kế hoạch vẫn đang trên đường thực hiện. Có thể đối với sự nghiệp, tôi ít thuận lợi hơn những đồng nghiệp khác. Nhưng tôi may mắn có một người vợ luôn ủng hộ và là hậu phương cho mình. Do đó, dù có thể tôi không sớm đạt được điều mình mong muốn gia đình trộm vía vẫn hạnh phúc vui vẻ đó là điều tôi luôn trân trọng mỗi ngày ngọc trai nỗ lực làm việc vung vén tổ ấm vì tương lai vợ con vừa tiết kiệm mua nhà vừa sinh thêm em bé điều đó tạo gánh nặng cho anh ra sao ai mà không có ước mơ người khác mơ danh vọng tiền tài tôi cũng mơ có tiền để lo được cho vợ con an cư giữa giàu tiền bạc và tình cảm tôi xin chọn vế thứ hai vất vả thế nào mà có gia đình bên cạnh, mọi vất vả ấy đều tan biến. Bình yên là khi biết mình đang có những ai bên cạnh. Còn về công việc, trộm ví tôi vẫn ổn. May mắn là đúng lúc bản thân chới với nhất, tôi gặp người quản lý hiện tại và giúp định hướng mọi thứ ổn định, phát triển hơn. Tuy nhiên, tôi đang tập trung vào những việc mình có thể hoàn thành trong ngày. Vì có con nhỏ, tôi ngại đi xa, chưa kể xa gia đình chừng hai ngày là nhớ chịu không nổi. May mắn, ekip và đối tác thông cảm, hỗ trợ, bố mẹ anh từng phản đối hai anh chị sống thử trước hôn nhân. Hiện mối quan hệ của anh chị với gia đình cải thiện thế nào? Cân bằng là điều tôi đang hướng đến. Ở tuổi ngoài 30, là ông bố hai con, tôi chỉ biết cố gắng cho tương lai gia đình nhỏ, mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho vợ con. Hạnh phúc là biết trân quý những gì mình đang có, không cưỡng cầu hoặc tham sân si bộ ba diễn viên phim kính vạn hoa một vũ long ngọc trai anh đào từ trái qua sau nhiều năm ngọc trai vẫn ít nhiều được gắn liền với nhân vật quý dòm của phim kính vạn hoa anh muốn khán giả nhìn nhận ngọc trai ở tuổi ba mươi hai khác biệt ra sao tôi và quý dòm như âm với dương khác nhau nhiều lắm tôi là kiểu người nhiều suy nghĩ bộc trực nên đầu nghĩ gì là thể ra mặt ngay vì không giấu được còn quý sôi nổi tếu táo hơn nhiều cũng nhờ quý mà tôi được sống với một tính cách trái ngược mình hoàn toàn đó là trải nghiệm thú vị và tôi rất trân trọng nhân vật này còn ở thời điểm này tôi trở thành một người chồng một người bố của gia đình tôi mong muốn được chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm trăm con hay ho cho các bố bỉm sữa vì có những thứ nhỏ nhỏ mình làm hàng ngày giết thành kinh nghiệm chỉ mong sẽ giúp ích được gì đó cho các bố hoặc mẹ đang bỡ ngỡ trong hành trình mới đầy quý giá của cuộc đời mối quan hệ của anh và hai diễn viên anh đào vũ long hiện như thế nào sau phim chúng tôi đều có ngã giải riêng nên không còn thân thiết như xưa hiện giờ tôi vẫn giữ liên lạc với anh đào còn vũ long đã có gia đình riêng cũng vừa đón con đầu lòng ai cũng bận nên nếu có dịp gặp lại chắc sẽ vui tung nóc vì quá nhiều thứ muốn kể tuy nhiên tái hợp chắc không vì đường đi của ba đứa hiện tại đã rõ ràng rồi. Nên ôn kỷ niệm thì được chứ đóng cùng phim mới thì chắc là khó giữ lắm. Anh Tuấn,